cuối cùng cũng được thả ra. Nhanh lên đi em ơi, chạy lẹ đi em ơi. Nhanh lên, anh ơi, anh hút em lại em với. Em lết không nổi anh ơi, từ từ đợi em với. Ăn cho cố vô. Giờ thằng lết không nổi. Có sao không? Đi nổi không? Em đu quá tời luôn anh ơi. Giờ này như linh ký quá hay sao? Đã bảo em rồi, ăn uống ít ít thôi. Ăn cho cố vô. Lết không nổi. Chửi hoài. Có sao không? Hùng cái tiếp sức nè. Cảm ơn anh nha. Kiếm gì đó giảm cân đi em ơi. Kiểu này hoài không ổn đâu. Có cách nào làm giảm cân không anh? Để vậy tới nhà đi, anh mua thuốc giảm cân bà già đồng y tem vuông cho em uống. Ủa anh ơi, gần tới nhà chưa? Mà chỗ này là chỗ nào vậy? Hình như đây là cây mương em ơi. Không phải cây mương đâu anh ơi, hình như cái chỗ này là cái giếng á. Giếng mương bà nội tụi bay. Thả tụi bay về biển cũng mau, chạy lẹ đi. À thì ra là biển, chạy lẹ đi anh ơi. Nhanh lên không thôi nó mần thịt mình nữa nè. Biết rồi. Anh thì lẹ đó, còn em kìa. Nhanh lên đi. Anh chạy trước em luôn rồi nè. Em với anh ơi, nhớ về nhà mua thuốc cho em uống nha. Biết rồi, bơi lẹ đi, coi chừng bị nhốt nữa bây giờ. Không còn mạng nữa đâu mua thuốc. Tại sao cơm nước không ăn mà suốt ngày cứ ăn giấy không vậy hả Lu? Mày đang làm cái chuyện gì vậy? Ông em đi nghe. Trả lời coi Lu, tại sao lại ăn giấy không vậy? Tôi thích ăn giấy. Tại sao cơm không ăn lại ăn giấy? Tôi đang muốn giảm cân. Ủa ăn giấy giảm cân được hả? Thằng Lu đâu rồi? Biểu coi. Thằng Lu đâu kìa, thằng Lu đâu kìa, biểu kìa. Lu đâu? Có thấy Lu đâu không? Không. Ủa Lu đâu ta? Lu ơi Lu, có ai kiếm mày kìa Lu ơi. Anh Lu nè. Mày hay quá thằng kia. Hay gì đâu anh? Hả? Có chuyện gì thấy không khí sao nặng nề dữ vậy anh? Tao dặn mày biết bao nhiêu lần rồi hả Lu? Nhiều lần lắm. Nhiều lần lắm, tại sao mày vẫn không nhớ? Nhớ gì anh? Tao đã biểu mày phải ở nhà canh nhà, không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Tại sao vẫn mồm miệng đi ra ngoài là sao? Hả? Ủa vậy thôi hả? Thôi đi cha nội. Ở nhà không có chỗ ỉa phải đi ra ngoài ỉa chứ sao trời. Tại sao không biết đi vô toilet ỉa? Ủa, mới hôm qua ông còn cấm tôi đi vô toilet ỉa mà. Ông chửi tôi ỉa cái tật hay quên vội nước, cho nên ông cấm tôi không được vô toilet ỉa nữa. Bây giờ ông lấy ỉa trong nhà thì ra ngoài sân ỉa. Thì đó, nãy ra ngoài sân ỉa chứ đâu phải đi chơi đâu trời. Hiểu lầm rồi. Mày muốn tôi cấm mày ra ngoài sân ỉa luôn nghe chưa? Ông có cấm ông cấm ông trời á. Là sao? Kêu ông đừng có đẻ tôi ra nữa. Mà có đẻ đẻ thiếu mẹ lũ đít đi. Mày nói chuyện gì phải không luôn? Chứ còn gì nữa? Đẻ người ta ra coi lũ đít phải để tôi ỉa. Ta địch. Bây giờ ông cấm tôi ỉa, cấm tôi địch luôn. Có lũ đít để làm gì? Vậy mày đừng có ăn cơm nữa. Mày nhìn luôn đi là không có cái gì ỉa được. Vậy là khỏi ăn để cho tôi ốm tôi chết luôn chứ gì phải không? Không nên nội mày chết. Mà mày ăn ít thôi. Vậy có cái thuốc gì làm ăn ít được không? Để tao mua thuốc giảm cân mà già đông y cho mày uống. Cái thuốc đó có 2-3 thứ lận. Nó có tem vuông với tem tròn nữa. Tem vuông. Ừ. Mua gì phải mua cho đúng. Mua bậy bạ về tôi ăn dữ hơn, tôi ỉa nhiều hơn, ráng chịu á. Nó đừng có chửi tôi nữa nghe. Trời đất ơi Lu. Tao đã nói biết bao nhiêu lần rồi không được ỉa trong nhà. Ai biểu? Ai biểu cái gì? Bà chớp bà nhoáng đi mua thuốc bậy bạ. Tôi nói thuốc bà già đông y tem vuông. Ông lại mua tem tròn. Tao không có mua tem tròn nghe mày, tao mua tem hình bầu dục. Thì đó, trời ơi là trời, khổ thì ghê luôn. Vậy là lỗi của tao phải không Lu? Thì đúng rồi, nhưng thôi rút kinh nghiệm ha. Vậy giờ mua tem vuông cho thôi, mày ha. Thôi, không có muốn uống nữa đâu, ốm đủ rồi. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.